Phương, on the other hand, was wonderfully ignorant. Một câu trích trong tiểu thuyết kinh điển The Quiet American được lấy làm tựa đề cho tác phẩm nghệ thuật này. Với những bức ảnh từ thời chiến tranh Việt Nam sưu tầm được từ nhiều nguồn khác nhau, nghệ sĩ Melbourne Phương Ngô mong muốn đưa đến cái nhìn chân thực và sâu sắc về thân phận của những người phụ nữ trong chiến tranh. Đó là câu chuyện về việc người phụ nữ bị coi như là đồ vật và ý tưởng này có thể nói là rất khó thực hiện, đặc biệt là khi một nghệ sĩ nam thực hiện một tác phẩm công khai binh vật cho phụ nữ. Vì thế, tôi đã nghĩ về ý tưởng này trong suốt 5 năm. Phải đến khi tôi đọc được cuốn Người Mỹ Trầm Lặng một năm rưỡi trước, tôi mới tìm ra được câu dẫn. Phương, mặt khác đã cố tình lờ đi một cách tuyệt vời. Và câu dẫn này có hai tầng nghĩa, bởi vì thứ nhất, cuốn sách. Nếu như bạn chưa biết về nó, nói về việc hai người đàn ông da trắng đánh nhau để tranh giành một người phụ nữ Việt Nam và coi người phụ nữ này là đồ vật. Họ thậm chí không coi cô là một vật quan trọng bởi vì nghĩ đến cô như là một người hoàn toàn cố tình lờ đi một cách tuyệt vời. Tuy nhiên cũng cùng ý đó, nó cũng phần nào thể hiện sự bàn quan của tôi khi thực hiện tác phẩm này. Tôi chọn thực hiện nó bởi biết rằng có thể sẽ có một vấn đề rất lớn và tôi lựa chọn lờ đi. Và ngoài ra còn một lớp ý nghĩa nữa, đó là dòng chữ được viết trên ánh đèn neon, chính là chữ viết tay của mẹ tôi. Như vậy, chúng ta đã có một dòng trích về người phụ nữ Việt Nam có học thức bị coi là đồ vật. Câu trích nói về sự vàng quang của tôi nhưng nó được viết bởi chính người phụ nữ Việt Nam của cuộc đời tôi. Đây là một trong những tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm Conflicted của nghệ sĩ Phương Ngô. Triển lãm khám phá những khía cạnh chính trị và văn hóa của chiến tranh, thông qua lăng kính của những người đàn ông và phụ nữ phục vụ trong cuộc chiến. Lý do tôi đặt tên triển lãm này là mâu thuẫn bởi chính bản thân nó là một sự mâu thuẫn. Tôi cảm thấy mâu thuẫn. Những bức ảnh, những tài liệu là tác phẩm của những người khác. Đó là quá khứ của những người khác, nhưng do cách này hay cách khác, tất cả đều đã thuộc sở hữu của tôi. Sự mâu thuẫn nằm ở việc những tư liệu nguồn của tôi là tác phẩm của những người khác, Tuy nhiên, tôi cũng thấy một điều thật đẹp trong đó, chính là những tác phẩm đó đã đến tay tôi. Những tác phẩm thật đẹp và tôi cực kỳ trân trọng từng tác phẩm. Điều mà tôi không nghĩ ai cũng sẽ làm với chúng, bởi hầu hết trong số những tác phẩm ở đây đều được rao bán với mục đích kiếm tiền. Những tác phẩm tại triển lãm chạm vào nhiều khía cạnh khác nhau, từ thời thuộc địa về các vũ khí sử dụng trong quân đội, cho đến vai trò của điện ảnh trong chiến tranh và sự mâu thuẫn của bản thân nó tác phẩm Colony phản ánh thời kỳ Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Trong khi đó, Intersecting Histories sử dụng những đồ vật và hình ảnh khắc họa những ký ức về Việt Nam. Có một cuộc mốc về thời gian đã xác định Việt Nam, đó là chiến tranh. Nhưng chiến tranh đó là kết quả của sự chia rẽ, và sự chia rẽ đó là kết quả của sự thực dân hóa, và sự thực dân hóa đó là kết quả của chủ nghĩa đế quốc. Như vậy, hiểu về những lịch sử đó rộng hơn nhiều so với không gian chật hẹp của thời gian. Toàn bộ hình ảnh và hiện vật trong triển lãm lần này được lấy từ dự án đang thực hiện của Phương có tên gọi Việt Nam Archive Project. Trong dự án này, anh thu thập các hiện vật, hình ảnh, tài liệu liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam, qua đó khám phá những khía cạnh khác nhau về chính trị cũng như văn hóa. Bắt đầu từ năm 2010, Bộ sưu tập tới nay đã có trên 20.000 tấm ảnh và các hiện vật khác nhau. Tôi thực hiện dự án này bởi đó chính là việc góp nhặt những khoảnh khắc trong lịch sử mà đã tạo nên sự tồn tại của tôi lúc này. Nó giống như là gắn mình vào trải nghiệm của những người trước tôi. Bởi những bức ảnh này đều được chụp từ đầu thời kỳ thuộc địa đến khoảng những năm 70. Nhưng nó nói lên tiếng nói lịch sử và những khoảnh khắc trong quá khứ, điều quyết định con người tôi hiện tại, đó là một người Úc góp việc. Phương Ngô sinh ra tại Adelaide và chuyển đến Melbourne học thạc sĩ về chính trị vào năm 2007. Sau đó, anh quyết định chuyển ngành học tại Đại học Melbourne để khám phá chính trị thông qua nghệ thuật. Năm 2012, Phương tốt nghiệp bằng danh dự về mỹ thuật tại Đại Học AMIT và từ đó đã thực hiện nhiều triển lãm. Anh hy vọng rằng tác phẩm của mình có thể đem đến cho những thế hệ người Việt Nam sinh ra tại nước ngoài có một cái nhìn chân thực về đất nước và con người Việt Nam. Hiện tại, triển lãm đang diễn ra tại The Substation ở Newport, Melbourne, cho đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2017.